Xin chào các em, chúng ta sang bài mã số ID là 113. Bài này nằm trong khóa vô cơ cơ bản 11, phần chuyên đề bài tập tạo thành và hòa tan kết tủa. Phương pháp giải loại toán này là thầy dùng phương pháp là sơ đồ và bảo toán nguyên tố. Cụ thể là nguyên tố nhôm và nhóm OH trừ. Với những bài mà người ta thay nhôm bằng kẽm thì cũng tương tự. Qua lại bài mã số ID là 113 này. Đầu tiên thầy có sơ đồ trước. Sau khi có sơ đồ rồi, thầy chứng minh được rằng trong sơ đồ này là trường hợp tạo ra ZnOH 4 lần 2 trừ là đúng. Còn trường hợp tạo ra kẽm 2 cộng dư là sai. Lý do vì sao lại như vậy? Đơn giản thôi, các em kiểm tra OH trừ này. OH trừ là 1 mol, trong khi đó OH trừ trong kết tủa chỉ có 0,4 thôi. Như vậy chứng tỏ là trong này phải có chứa một chất nào đó có chứa OH trừ. Vậy kết quả là ZnOH 4 lần 2 trừ là đúng. Sau khi có sơ đồ rồi, chúng ta dùng bảo toàn OH trừ thì tìm ra được số mol của muối ZnOH 4 lần 2 trừ. Đó. Kết quả là 0,15 mol. Các em lấy 1 trừ đi 0,4 chia cho 4. Tiếp theo chúng ta bảo toàn nguyên tố kẽm. Thầy có 0,2 x xì bằng 0,2 cộng 0,15 và x tìm được là bằng 1,75. Đáp án thầy có là A. Ok.